Chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh review sản phẩm của chúng tôi. Thưa quý vị, chúng ta đang có tầm tiền khoảng từ 5 triệu cho đến 11 triệu và chúng ta đang cần mua cho mình một trong những cái dòng loa karaoke di động bass đôi 40 công suất lớn. Thì hôm nay Nhật Tây xin được giới thiệu cho quý vị chúng ta một trong những cái mẫu sản phẩm công suất lớn này, di động dùng trong nhà ngoài trời, tích hợp vào bình ắc quy, có thể sử dụng khi mà không có điện, chúng ta vẫn dùng được, dùng tại bãi biển hoặc là đem lên núi chúng ta dùng cũng được, miễn là chúng ta có bình ắc quy là chúng ta sẽ trải nghiệm các dòng sản phẩm này. Và những cái dòng sản phẩm của Nhật Tây giới thiệu đến cho quý vị trong ngày hôm video hôm nay thì nó mang nhiều phân khúc giá, và giá của nó rẻ nhất thì ở phiên bản bass đôi 40 thì rẻ nhất của nó là 5 triệu 9, cao hơn là có phiên bản 7 triệu 9 triệu 11 triệu là phiên bản cao cấp nhất. Và nó nhiều mẫu mã, nhiều màu sơn, như là có thể là màu chọn mẫu thùng lưới màu vàng như thế này, hoặc là chúng ta chọn thùng vân gỗ, hoặc là chọn thùng lưới xám này, đen này, rồi có 4 màu chủ đạo quý vị nha, vàng, đen, xám và màu vân gỗ. Vân gỗ thì có 2 mẫu, vân gỗ lưới vàng và vân gỗ lưới đen. Thì chúng ta sẽ chèn những cái tấm hình đó vào cho quý vị chúng ta dễ dàng lựa chọn và xem xét những cái mẫu mã đó như thế nào quý vị nha. Và trong video này thì Nhật Tây chỉ có tiến hành là review và demo cho quý vị chúng ta chi tiết về dòng sản phẩm có phân khúc giá là cao cấp nhất của dòng sản phẩm này, đó chính là giá 11 triệu quý vị ha. Khi quý vị chúng ta trang bị lên bộ dàn âm thanh này, chúng ta sẽ bỏ một cái số tiền nhiều hơn để trang bị được một cái thùng loa nó tương tự như những cái dòng sản phẩm như 5 triệu 9, 7 triệu 9 triệu kia thôi. Nhưng mà nó khác cái gì ạ? Nó khác về cái chất lượng âm thanh, chất lượng karaoke và về cái công suất nó cũng sẽ lớn hơn, hay hơn quý vị nha. Nên thành thử ra là trong video ngày hôm nay thì Nhật Tây muốn phân tích và nhấn mạnh cho quý vị hiểu rõ rằng với dòng sản phẩm như là 5 triệu 9 thì nó cũng là vỏ thùng này, là vỏ thùng này. Nhưng mà cái chất lượng âm thanh á, thì nó sẽ không bằng thôi, bởi vì nó khác tất cả mọi thứ, bao gồm bên trong những cái gì ạ? Bao gồm 2 lo bass, 2 lo chép, bo mạch, 2 micro và bình ắc quy. Tất cả mọi thứ đều khác nhau hết, tất cả mọi thứ đều khác nhau hết, nó chỉ giống một cái vỏ thùng đó. Như ta nhấn mạnh như vậy cho quý vị chúng ta dễ hiểu hơn ha. Còn khi mà quý vị chúng ta trang bị lên bộ dàn âm thanh có cái bass tốt hơn, cái chép tốt hơn, rồi bo mạch, bình ắc quy, micro tốt hơn, kể cả những cái mạch lọc phân tần, lọc đường tiếng cho chúng ta âm thanh chất lượng hơn, karaoke hay hơn, thì giá thành nó cao hơn. Hôm nay sẽ giới thiệu cho quý vị chúng ta mẫu cao cấp nhất của phiên bản này. Và trước mắt quý vị đây là mẫu sản phẩm mà Nhật Tây đã đặt cho cái tên là NT2022 phiên bản vàng, và NT2022 phiên bản màu vân gỗ quý vị ha. Và nó thì nó còn những cái mẫu phiên bản như là 4045, rất là nhiều phiên bản khác nữa, vẫn là bass đôi 40 ha. Thì hai mẫu này là hai mẫu cao cấp của phiên bản có tầm giá là 11 triệu. Giá này như đây đã bao gồm chi phí vận chuyển giao hàng tận nơi cho quý vị luôn ha. Nên khi quý vị chúng ta nếu mà có điều kiện thì quý vị chúng ta hãy nâng lên dòng sản phẩm này để mà Nhật Tây đem lại cái âm thanh và sự trải nghiệm cũng như là chất lượng karaoke hay nhất cho tất cả quý vị. Rồi, bây giờ thì Nhật Tây sẽ nói review chi tiết và chuyên sâu hơn cho tất cả quý vị chúng ta cùng biết về mẫu sản phẩm này. Ở bên trong thì nó được trang bị cho mình với 2 bass 40 nè quý vị nha. Và phiên bản có tầm giá 11 triệu này thì 2 bass 40 này là một là bass
sườn nhôm từ 170 côn 65, hai chép 450. Bên trong có gắn bộ mạch lọc phân tầng, lọc đường tiếng, bát và tiếng chép, nghe sáng tiếng hơn, chắc tiếng hơn, và cái đường nào thì nó ra đường tiếng đó, rõ tiếng hơn ha. Và tích hợp cho mình với một cái bo mạch công suất lớn. Bo mạch này thì nó khác hẳn với những dòng bo mạch dưới số tiền của nó, bởi vì khi mà chúng ta trang bị cái dòng bo này thì chúng ta sẽ nghe cái âm thanh nó đập rất là chắc quý vị nha. Nó hầu như là hơn một gấp rưỡi so với lại cái bo mạch tầm giá dưới 11 triệu ha. Và cái tiếng chép, tiếng bass rồi âm thanh hát karaoke nó có trang bị echo reverb hát rất là hay. Đó là như thế. Và kèm cho mình là hai tay micro tay nhôm UHF, thì micro á thì nó na ná nó giống nhau quý vị nha, nhưng mà chất lượng ruột bên trong mới là quan trọng. Và khi mà quý vị chúng ta trang bị lên một cặp micro này thì hát phải nói là rất rất là hay. Rồi, bây giờ thì chúng anh camera đem máy quay lại đây. Đây. Nếu như mà chúng ta trang bị phân khúc đó thì cái bass nó là bass sườn nhôm này quý vị nha. Còn cái bass loại thứ hai á là bass loại từ 190 côn 75. Thì nó có hai phân khúc loa bass, thì người ta sẽ tiến hành là ráp một trong hai cái đó cho quý vị, bởi vì hai cái tầm tiền này nó bằng nhau. Nhưng mà về cái chất lượng âm thanh thì mỗi cái nó có một ưu điểm riêng, một thằng thì thiên về tiếng bass, một thằng thì nó thiên về cái âm hát karaoke. Thì người ta sẽ ráp một cái dòng sản phẩm phù hợp nhất cho quý vị nha. Rồi, hai chép ở đây là hai chép 450, và bên trong thì Nhật Tây có giới thiệu là cái mạch lọc phân tầng nằm ở bên trong này ha. Rồi, còn bo mạch của nó thì đây. Bo mạch này thì cái công suất thật của nó là 300W và đánh tối đa thì nó tải lên được 1000W quý vị nha. Và khi mà chúng ta sử dụng cái nguồn bo này á, thì nó sẽ có tích hợp những cái chức năng giống như là kết nối với lại Bluetooth này, kết nối với lại FM này, rồi có thể là kết nối hai cái loa này lại với nhau nè quý vị. Kết nối hai cái loa này lại với nhau qua không dây, chỉ cần bấm bập cái nút là TWS là nó sẽ kết nối hai cái loa này lại với nhau thôi. Có chế độ ưu tiên mic dành cho MC, khi mà chúng ta bật open cái này lên thì mình hát các karaoke thì tự nhiên nhạc nó sẽ nhỏ lại. Dành cho MC, người ta chuyên dẫn chương trình ấy, thì ví dụ như họ muốn nói thì nhạc nó chìm xuống để nghe rõ cái lời của họ, thì họ mở cái chức năng này lên. Tiếp tục nữa thì nó được chia với nhiều cái chế độ nhạc giống như là chế độ stereo trong nhà, ngoài trời, nhiều bass. Chúng ta có thử trải nghiệm những cái chế độ này xem là cái chất lượng âm thanh và trong cái chế độ nào là hay nhất ha. Đó. Ngoài ra thì nó được trang bị cho mình với các nút chỉnh. Ngoài ra nó được trang bị cho mình với các nút chỉnh giống như là nút volume của nhạc này, tức là âm lượng nhạc. Tiếp đến thì nó có phần là chép nhạc, bass nhạc, âm lượng của ngõ guitar. Guitar thì nó trang bị cho mình với hai ngõ guitar này. Guitar 1, organ, guitar đều cắm vào được. Trang bị hai ngõ mic rời nè. Quý vị thấy không? Hai ngõ mic có thể gắm micro có dây hoặc không dây, hoặc micro đa năng vào đây nha. Tiếp tục nữa thì nó trang bị cho mình thêm với cái nút là nút âm lượng của micro. Âm trap của mic, âm bass của mic nè. Echo nè, delay nè, reverb. Thì nó vừa tích hợp echo, vừa tích hợp reverb, nên cho cái tiếng hát nó rất là nhẹ nhàng, nó bay bổng và nó phù hợp với tất cả những sở thích của tất cả quý vị. Nếu như chúng ta muốn chuyên nghiệp hơn thì tăng cái reverb này lớn lên thì nó sẽ tạo cái hiệu ứng tiếng vang nó ngon lành hơn nữa. Và một chức năng nữa mà chúng ta giới thiệu là chức năng truyền và nhận âm thanh quý vị nha. Giả sử như chúng ta có một cái tivi hoặc là một cái đầu đĩa hoặc là một cái thiết bị truyền âm thanh, chúng ta muốn truyền vào cái loa này thì sẽ truyền như thế nào? Thì ở đây nó có cái cổng audio input. Chúng ta sẽ ghim cái dây này vào thì nó sẽ nhận được ha. Thông thường thì chúng ta dùng Bluetooth rồi, nhưng mà không có Bluetooth thì chúng ta sẽ sử dụng cách này để mà truyền âm thanh vào cái loa ha. Đối với những dòng TV đời cũ thì người ta dùng cái cổng truyền âm thanh đó, thì người ta sẽ truyền vào cái cổng này quý vị nha. Đó. Rồi, còn ngoài ra truyền nó còn có xuất. Ví dụ như chúng ta muốn xuất âm thanh từ cái loa này qua một cái loa khác mà không có hệ thống kết nối không dây thì chúng ta sẽ dùng dây này. Vẫn là dây bông sen thôi, dây bông sen màu đỏ màu trắng thế này thôi, thì chúng ta ghim vào đây, chúng ta truyền ra một cái thiết bị khác nha, vẫn ok. Và để bảo vệ cho cái bo mạch này thì nhà thiết kế có đưa ra cho quý vị chúng ta với một cái điểm nổi bật là hai cái cầu chì này. Đây là hai cầu chì, nó tương đương với lại cầu chì của nguồn bình và cầu chì của nguồn điện trực tiếp. Giả sử như nguồn bình có vấn đề thì nó sẽ cháy cái cầu chì này, thì chúng ta có thể là rất là dễ dàng thay thế. Chúng ta chỉ việc nhấc tháo nó ra và đi lấy cái cầu chì khác gắn vào là xong ha. Rất là an toàn. Và cái chi phí cái cầu chì nó khoảng có mấy ngàn rồi quý vị ha. Tầm chưa đến 5 ngàn một cái thôi. Nên là thử ra là ví dụ như trong quá trình sử dụng mà nó có một sự cố chập gì đó thì nó sẽ cháy cầu chì, chứ nó không cháy cái bo mạch ha.
Rồi tiếp tục nữa là về nguồn điện ắc quy 12V rời. Nếu như quý vị chúng ta đi lên rẫy xuống biển tại những nơi cúp điện không có điện thì chúng ta sẽ sử dụng vào cái nguồn rời này để mà chúng ta kết nối thêm ha. Giả sử như bị hết bình đi, chúng ta lấy bình xe máy, bình 12V, chúng ta gắm cộng ra cộng, trừ ra trừ, chúng ta mở nguồn lên thì nó sẽ có điện, chúng ta dùng hát karaoke ha. Hát khi nào mà hết bình thì thôi ha. Hết bình thì thay bình khác vô dứt tiếp đó. Rồi ở đây thì nó có cái đèn tín hiệu báo bình này đó, quý vị thấy không ạ? Đèn đầy bình nè, đang sạc nè, và yếu bình thì nó báo ở đây ha, rất là rõ ràng, rất là chi tiết. Rồi ngoài dòng sản phẩm này, nó có cái trang bị cho mình với một cái anten nè, để cho bố trí và cho chúng ta cái sóng Bluetooth nó đi xa hơn quý vị nha. Thì thông thường nếu không có anten thì chúng ta đi khoảng được tầm 5m trở lại thôi, nhưng mà có anten rồi thì chúng ta sẽ đi xa hơn tầm 10m đến 15m ha, rất là ok ha. Rồi còn để mà sử dụng đa năng hơn thì dòng sản phẩm này có thể sử dụng điện trực tiếp 220 và điện ắc quy 12V. Khi mà chúng ta sử dụng điện 220 thì chúng ta chỉ việc là cắm này vào thì nguồn điện đưa vào sẽ được biến thế và cục nguồn xuyến này chuyển thành điện 12V ha, cho chúng ta sử dụng trong thời gian dài mà không sợ tổn hại đến bình ha. Chúng ta thích thì chúng ta cứ cắm vào thôi, tại vì tất cả nó sử dụng điện 12V hơn hết nha. Rồi thì nó còn có những cái chức năng, như tay cũng xin được giới thiệu luôn là chức năng của USB này, gắn USB này, USB 1, USB 2 để mà nghe nhạc chẳng hạn. Rồi có thể gắn được một cái cổng của thẻ nhớ nữa nha, rất là đầy đủ, rất là chi tiết luôn. Rồi thì vừa rồi Nhật Tây cũng đã tiến hành demo sơ qua về chức năng của dòng bo này. Thì nó trang bị cho mình đây. Đây em đi qua đây. Trang bị cho mình với hai dòng micro. Thì những dòng micro thì nó na ná như nhau cả thôi quý vị ha. Những dòng micro thì nó na ná như nhau cả thôi. Một là đen, hai là màu bạc như thế này. Đó. Nó chất lượng ruột bên trong nó như nhau. Đó. Thì trên thị trường á thì có lẽ là rất là nhiều loại cái micro như thế này. Nhưng mà Nhật Tây chỉ chọn dòng mic riêng mà Nhật Tây nhập khẩu về thôi ha. Còn lại quý vị chúng ta nhìn na ná nó thì chưa chắc nó là dòng sản phẩm của Nhật Tây đâu ha. Nó giống nhau thì nhiều lắm, tại vì cái phần nhập hàng á thì nhập từ nhiều công ty đó, nên thành thử ra là cái chất lượng mà Nhật Tây nhập về chọn một cái dòng sản phẩm có cái chất âm hay, hát hay hơn hẳn so với lại dòng mic tương tự quý vị ha. Rồi vừa rồi thì quý vị chúng ta cũng đã được trải nghiệm với cái dòng bo mạch cũng như là về cần micro. Thì micro là dòng mic tây nhôm UHF cao cấp, và hơn nữa chúng ta sẽ có một cái remote này. Chúng ta có thể là đứng từ xa bấm lớn nhỏ nè quý vị, rồi có thể là chuyển các chế độ EQ nhạc ha. Ở đây nó có chế độ EQ nè, chúng ta có thể là tăng chỉnh cái EQ này để mà thay đổi những cái nguồn nhạc đó, bóp này đó. Rất là nhiều cái chế độ nhạc, quý vị chúng ta ấn thì sẽ thấy nó sẽ thay đổi ha. Thì chúng ta hãy chọn ra cái thể loại nhạc mà mình yêu thích ha, rất là đa năng luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đến với lại cái bước test nhạc và test chất lượng âm thanh karaoke quý vị nha. Nếu như quý vị chúng ta thích cái dòng sản phẩm này thì chúng ta hãy đặt với Nhật Tây là em ơi, anh có tầm khoảng 7 triệu đó, nhưng mà anh muốn đặt một cái loa tương tự như thế này thì người ta sẽ gửi cho quý vị. Còn đây là cái mẫu có phân khúc là 11 triệu đã bao gồm phí vận chuyển quý vị nha, và giao hàng tận nơi cho quý vị luôn. Nên thành thử ra là cái chất lượng á, nó sẽ hay hơn cái dòng sản phẩm dưới phân khúc giá của nó rất là nhiều. Nếu được thì quý vị chúng ta cố gắng nâng lên cái dòng sản phẩm này để mà đạt được cái chất lượng hay nhất. Bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đeo tai nghe vào để mà cảm nhận chất lượng âm thanh karaoke ha. Anh ơi cho em hỏi đường này là đường gì anh? Yeah.
chồng nhìn nhau tình đời ngang trái, mặt đắng tình yêu trong biển sâu. Sắc pháo nhà ai em về vườn người, sáng ngang một chuyến xe hoa, cô đơn ta nhớ nhau hoài, buồn ăn đắng ai khổ. Giọt lệ sầu trách ai vô tình, chuyện đêm mưa kỷ niệm nào buồn không em, dấu tình sầu nào phôi phan, đêm tâm sự sao tôi vẫn nhớ. Quá cơn mê yêu người là như thế đó, thu sầu tư vẫn cô đơn, giận hờn nào phố đêm mưa bụi tình giá từ nghẹn ngào phong em, tối phận chờ người yêu tôi, duyên kiếp mình cay đắng bờ môi. Tháng sáu trời mưa, mưa nửa đêm. Quá cơn mê yêu người là như thế đó,
thôi sau tôi vẫn cô đơn. Dần hận nào phố đêm mưa bụi, tình bơ vơ, giá từ nghẹn ngào không em. Tôi vẫn chờ người tôi yêu, duy nhất mình cây đắng bờ môi. Tháng sáu trời mưa, mưa nửa đêm. Hai chuyến tàu đêm tìm đưa người tình. Đêm hoang vẫn trắng suy tư, mưa đêm tin nhỏ mong chờ. Trả lại em trong nhớ ngàn thương. Wow, rất là hay quý vị nha. Hát rất đà đá. Alo. Hey, sao, hey. Hát rất là phê luôn. Loa càng mắc tiền thì nó càng hay. Một nguyên lý không bao giờ thay đổi. Thế nào của đó. Mật đắng tình yêu trong biển dâu. Sát pháo nhà ai em về với người. Sáng ngang một chiếc xe hoa, cô đơn ta nhớ nhau hoài. Buồn ăn năn nái khó vì ai. Đêm lang thang một mình mang theo cõi nhớ. Trả lại em chuyện ngày xưa, giọt lệ sầu trách ai vô tình. Chuyện đêm mưa, kỷ niệm nào buồn không em. Dẫu tình sầu nào phôi phai, đêm tâm sự sao tôi vẫn nhớ. Qua thân mê, yêu người là như thế đó. Cô sầu tôi vẫn cô đơn, dần hận nào phố đêm mưa bụi. Tình bơ vơ, giã từ nghẹn ngào không men. Tôi vẫn chờ người tôi yêu, duy kết mình cây đắng bờ môi. Tháng sáu trời mưa, mưa nửa đêm. Hai chuyến tàu đêm tìm đưa người tình. Đêm hoang vẫn trắng suy tư, mưa đêm tin nhỏ mong chờ. Trả lại em trăm nhớ ngàn. Đêm hoang vẫn trắng suy tư, mưa đêm tin nhỏ mong chờ. Trả lại em trong nhớ ngàn thương. Wow, 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 tuyệt vời, này, quá tuyệt vời quý vị nha. À, thưa quý vị thì vừa rồi Nhật Tây cũng đã tiến hành test âm thanh karaoke cho quý vị nghe rồi đó. Cái chất lượng âm thanh ở đây phải nói là rất là hay. Không có cái ngôn từ nào để diễn tả được. Bởi vì sao ạ? Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng loa kéo tủ 5, trang bị bo mạch và bình ắc quy, công suất lớn. Vậy nên cái chất lượng thì nó hát không thua kém gì những dòng loa điện đâu quý vị. Tại vì nó chỉ sử dụng bằng bình thôi, và cái công suất của nó nhỏ hơn một chút xíu. Chứ còn về độ hay đó, thì những tay nói thẳng đó quý vị, như thế này là nó sẽ hay ngang ngửa với dòng sản phẩm loa kéo điện, nhưng công suất nó sẽ nhỏ hơn một chút xíu thôi. Và âm thanh như quý vị thấy, như tay hát cho quý vị nghe, hát một bài mình sẽ muốn hát thêm một bài thứ hai. Nghe âm thanh nó đã, nó sạch và nó rõ tiếng, rất là đáng đồng tiền, rất là đáng đồng tiền cho quý vị chúng ta lựa chọn. Nếu như quý vị chúng ta trong tầm tiền mà mình có thể là mua dòng sản phẩm này được á, thì mình cố gắng mình nhích thêm tí xíu nữa để mình nâng lên cái này quý vị nha. Và nó nhiều màu sơn, nhiều phân khúc mà đúng không ạ? Chúng ta có thể chọn cái phân khúc mà mình yêu thích và chọn ra một cái màu sơn mà mình thích quý vị ha. Rồi, và video của Nhật Tây tới đây cũng hoàn tất rồi. Nếu quý vị chúng ta cảm thấy hay thì quý vị chúng ta có thể là liên hệ với Nhật Tây Audio để mà đặt mua dòng sản phẩm này quý vị nha. Xin nhắc lại, dòng sản phẩm này có tên là NT2022, phiên bản 11 triệu, đã bao gồm chi phí giao hàng tận nơi cho quý vị và các bạn luôn nha. Rồi, hiện tại xin được tạm ngừng video này của mình tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Bye bye.